là chú mới nói vật dưỡng nhân đó là phải các con cá này sanh ra để mà để nuôi dưỡng cái cơ thể mình không cháu? Đúng. Dạ. Còn dưới nhà Phật thì kêu mình á. Nè ông chủ ông nói kìa. Sao? Dưỡng nhân là nuôi nó để nó nuôi mình, không phải là mình nuôi nó để ăn thịt. Nuôi nó để nó nuôi mình hả? Ờ, chứ không phải là vật để nuôi ăn thịt đâu. Vậy đó hả? Chứ... Đó là nếu mà nói vật dưỡng nhân á, mình vô á, rồi gặp cọp á, nhân dưỡng vật á, vật dưỡng nhân. Kìa đó, chỗ này hỏi nó kìa. Rồi. Gặp cọp dưỡng nhân á. Bây giờ nè chú ơi, chú nè. Dạ. Dạ con chào chú, con chào Phú chú. Bây giờ thì thưa chú, bây giờ là ông chủ thả cá này, ông nói là không phải là vật dưỡng nhân. Mà nếu như mà lỡ chú đi vô gần chú gặp cọp, có phải cọp nó đổi thừa lại nó nói chú là nhân dưỡng vật không? Là chú sanh ra để nè cho nó. Bởi vì coi như là ai mạnh hơn là ai là mạnh hơn là hơn, còn ai yếu yếu à. Ai mạnh hơn gì đó. Bây giờ ông cọp, là gặp tôi lại gặp tay súng, cọp chạy không? Trời ơi. Có tay không thì ông cọp mình phịch được, còn tay súng đủ bắn chạy chết mẹ. Trời ơi chết mẹ. Dạ vâng, Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cho vị ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú được trở về xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để ghé thăm một gia đình quý vị ở gần cái gia hộ mà chú heo là cha đầu thai làm heo đó vị. Và vừa qua thì chú cũng đã kể cái câu chuyện mà cha đầu thai làm heo về kêu con mình để mà cứu mình đó vị. Thì hôm nay gia đình của chú đã phát tâm thả nguyên một cái hồ cá. Cá này chắc cỡ chừng cái hồ này cỡ mấy công đất đó vị ha. Thì tự gia đình thuê một cái chiếc ghe đục quý vị và lại đây nhờ các huynh đệ bắt cá luôn. Đó là một cái câu chuyện là cũng rất là đặc biệt, vì là chú chắc là thấy những câu chuyện nhân quả cho nên sợ, bây giờ bắt đầu thả cá. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào chú Việt ha. Thì thưa chú, vừa qua thì chú cũng có kể về cho con một cái câu chuyện nhân quả về heo đầu thai đó. Rồi con thấy cũng ớn quá. Rồi chú cũng thấy ớn đi, chú ăn chay được bao lâu rồi? Được 25 năm rồi. 25 năm hả? Ừ. Rồi chú hôm nay cảm nhận như thế nào mà phát tâm thả hết trơn hầm cá chú? Vì mình thấy cái hồi xưa mình cũng sát sanh nhiều rồi. Giờ mình cũng biết hồi đầu. Thành ra mình mới cái lòng mình nó không thể nào giết được nữa. Thành ra mình phải có nhiều mình phóng hết nhiều. Ngày xưa chú làm gì mà sát sanh nhiều? Nghề cá, nghề lợp, cũng nghề cá lắm. Thành ra mình cũng thấy cái hoàn cảnh đó. Thì sát sanh mình thấy cái nghiệp quả nó nặng lắm. Thành ra mình cũng nguyện ăn chay, không sanh. Trời thương quá ha. Vậy thôi. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, trong gia đình đó thì Châu Phú thấy á, chú có một cái người con quý vị cũng bệnh, nhưng mà cũng nhờ gia đình đó quay đầu xoay chuyển quý vị, cho nên đúng ra là người con gái đó là sẽ quậy vị theo mà Châu Phú thấy ở những nơi khác đó. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cô bé này khi đi lại là rất là hiền và ngoan luôn, và thấy bà con đồng đạo lại ôm hung nắm tay vô nhà mà ăn cơm quý vị. Đó là một cái câu chuyện mà gia đình sửa đó, mà hồi đầu lại mà mới có một cái người con bị bệnh mà ngoan hiền như vậy quý vị. Thì con cũng chân thành cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe bình an ha. Cảm ơn. Dạ, hai mươi mấy năm sửa đó vị giác ngộ ha. Cảm ơn chú. Vậy bây giờ chú mướn ghe nhiêu chú? Chào chú ha. Ghe chở cái đục thì 700. 700 ha. Còn mướn nhân công thì 1.400.000. 1.400.000. Dạ dạ, rồi tự gia đình là ta bỏ tiền ra luôn hả? Rồi gia đình tự bỏ tiền ra. Trời ơi. Nếu anh em nào giúp được thì giúp được thì gia đình cũng lo. Vậy đó ha. Dạ cảm ơn chú. Con chào chú. Chú biết chú Việt này lâu chưa? Ngang cửa cũng lâu rồi. Ngang cửa luôn á ha. Rồi ngày xưa là chú Việt còn làm nghề cá sát sanh hải vật đó, chú biết không? Biết. Cũng biết vậy đó hả? Rồi bây giờ gia đình của chú Việt chú thấy sao ha? Bây giờ thì hồi chú quay đầu bây giờ thì gia đình thấy khấm khá hơn. Nếu so ngó lên thì cũng đỡ lắm, chứ không đến nổi. Khá lên luôn á. Ngày xưa khổ chứ? Dạ, ngày xưa thì khổ. Có thể là cái cửa nhà mà bán đi đó là không biết cũng xuống nước mắt rồi đó. Trời ơi, ghê vậy nè. Vì là ngày xưa cái thời mà con làm cá làm đồ đó thì là gỡ cửa nhà ra bán luôn hả chú?
Và từ khi mà chú thấy mà suy chuyển lại á, yeah. mà ăn chay rồi làm lành đó, giúp đỡ xã hội đó thì chú thấy là ổn hơn, giàu hơn. Ổn, dạ. Rồi có thể là khá rồi đó. Ở đây là cũng đỡ lắm rồi. Dạ, tại đây con thấy sầu riêng chú này trồng nhiều quá nè. Dạ. Yeah, rồi á là nhà cửa cũng khang trang nữa. Dạ. Yeah, còn cảm ơn chú thứ mấy tên gì chú? Thứ ba, Ba Trơn. Ba Trơn ha. Chú cũng công tác bên chữ thập đỏ. À, chú cũng công tác bên chữ thập đỏ luôn. Rồi chú. Chú có đồng hành chai lạc chung với chú Việt luôn không? Chúng cũng hai mấy năm rồi. Thôi ôi quý quá chừng luôn á. Dạ. Rồi hôm nay chú đi đến đây để bắt cá tiếp luôn hả chú? Phụ tiếp. Phụ tiếp. Năm nào cũng phụ nhưng mà năm nay mướn thì nó đạt hơn. Cũng như cá không có chết. Vậy là năm nào cũng đi ra đây để mà bắt cá để thả chừng hả chú? Ôi quý quá chừng luôn ha. Cảm ơn chú nha. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Thương quá chừng luôn quý vị. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, đó là những cái lời tâm sự và nghe nói ở trong đây đó là có cá hô nha quý vị. Đây cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. À, quá trời ha. Cái tiếng xuống bắt cá đi em. Đây anh quay cho. Trời ơi. À, Đức Thầy nói tánh linh người giặc dẫn đồng. Tuy không biết nói mà lòng biết nghe nha quý vị. Cái này anh em vận chuyển cho nhanh mới được. Tại vì cá này lên mặt nước là nó dễ mất lắm. Dạ. Chuyên nghiệp ha. Xe sẵn nha quý vị. Thì kính thưa quý vị, đây là cá mà gia đình chú Việt phát tâm năm nào cũng thả cho quý vị. Cho nên là nhờ cái phát tâm đó đó mà gia đình được khá giả và hạnh phúc. Và đây là vườn sầu riêng nữa vậy ha. Đây là vườn sầu riêng và hôm nay chú đã bỏ tiền ra luôn để mà thả cá phóng sanh. À, chú Việt ơi. À, chú thề cái ghe đục là nhiêu chú Việt? 700 ngàn ha. Dạ. Yeah. Con có Zalo của cô Hoa Mai có gửi hỗ trợ cho con tiền đó. Là 50 đô để đổ xăng đi cứu trợ Cà Mau. Nhưng mà sau khi mà con đi cứu trợ rồi thì còn cũng còn dư lại chút đỉnh mấy trăm ngàn thì con hỗ trợ cái tiền ghe đục 700 ngàn, tiếp sức với chú nha. Dạ vậy thì cũng cảm ơn cô Mai. Dạ. Thì tất nhiên là này tôi chấp nhận làm thì tôi lo à chú có gì nhưng dạ. mà có giúp được thì tôi bán ơn. Rồi hỗ trợ tiếp sức với nhau ha chú. Để hồi hướng cho Mạnh Thường Quân. Dạ, còn cách nha. Rồi con cảm ơn chú. Chúc các chú mạnh khỏe bình an nha. Đó, người tay chân quý vị. Dạ. Thì cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã hỗ trợ những cái khoản tiền mà Châu Phú là đi cứu trợ Cà Mau đó. Vừa rồi thì đã trích tiền ra của một vị mạnh thường quân hỗ trợ 50 đô thì Châu Phú ghi vô trong sổ luôn quý vị để cứu trợ luôn. Và bây giờ là cô Hoa Mai gửi cho Châu Phú là thêm tiền đó, 50 đô thì Châu Phú cũng hỗ trợ hết luôn. Ê chú cái tay của chú bóc vô con cá rồi đó. Đó rớt rồi đó. Ô quá luôn rồi. Chở cá này là có để miếng nước vô nghe quý vị. Có nước vô. Ủa cá này là tự nhiên nó vô hả chú? Cá tự nhiên ha. Rồi đi luôn. Tốc độ. Nghe nói hồi nãy có con cá hô cũng bự bự hả chú? Yeah. Tiếp tục nước đổ nước cho rồi nè. Không nó đổ sợ cái
chơi cá kiểu đồng công loại cá trắng rồi nữa. Ừ, à, dạ. Hai con chào chú thứ mấy tên vậy chú? Dạ, tụi thứ hai tên Điện. À, rồi à, chú à, hôm nay á, là à, chú trở về đây đó, chú biết được à, thả cá đó thì chú biết gia đình của chú Việt này đó à, như thế nào chú? Nghe nói ngày xưa khổ lắm hả chú? Dòng họ bên ngoại, hồi trước là hồi già đó nhà ông cá rồi sao hòa bình cũng khổ. Dạ. Rồi sau này là nhờ con cái nó lớn lên làm ăn được. Vậy nè. Ừ, hỗ trợ nhau. Dạ. Khá lợi. Hồi trước là gia đình cũng có ăn, con gà cũng có làm việc. Dạ. Dạ. Rồi chú thấy cái khi mà gia đình bà con rồi nó thả cá phóng sanh như thế này thì chú thấy là cái là ví dụ ai làm được là tốt. Tốt ha chú? Dạ. Chuyện này đâu có ai bắt buộc ai mà được là gì là tốt. Dạ. Ngàn người mới chưa được mới được người thôi. Dạ. À, con cũng thường hay đi thả cá đó. Thì chào chú ha. Bà con nói là bây giờ là à, thả cá chi thả ra rồi người ta cũng bắt đó chú, thì chú suy nghĩ cái câu đó như thế nào chú? Ai bắt cái quyền mình thả anh thả, cái chuyện người ta làm, còn mình thả phóng sanh là phóng sanh chứ đâu có gì đâu. Vậy ha, vậy có phước không? Cứ nào cũng có phước hết trơn á. Dạ, vậy cũng được ha, cũng có phước hết trơn. Bắt nó cũng có phước nữa, tại mình cá nó chết rồi, đồng ăn chết luôn. Ông này nè quý vị ơi. Đó, ông này cũng độc lạ nữa nè, ông nói người ta bắt mà câu phước nè, chết rồi hai kiếp khác. Chết sanh sản quá cũng chết rồi. Bây giờ kiếp này thí dụ mình là đầu thai heo, mình kia chưa đủ, mình phải đầu thai làm tội, mình phải hưởng tội. Vậy hả? Đó. À, là chú nói là bắt câu phước không? Được, cũng được nữa, cái như mình thả có phước mà như người bắt rồi giải phóng cuộc đời tôi đăng này cái chạy tôi lưng chạy cái kiếp. Vậy đó hả? Ừ, đâu có gì đâu. Rồi bây giờ chú làm ơn cho con hỏi ha. Giả tỷ á, như mà mình làm con người nè, mình cũng thấy mình khổ nữa nè. Ha. Tôi nói với chú á, nếu làm con người ai không khổ, khổ tâm đủ thứ khổ. Đủ thứ khổ ta bà ha. Khổ ta bà lắm khổ mà. Rồi á, là con người á, nói bây giờ á, là ông khổ quá, bây giờ á, là tôi giết cho ông chết đi, đặng ông đầu thai kiếp khác ông làm Phật. Bình thường. Chết nhưng mà biết tôi chết rồi bà đừng mấy ông đừng ở tù là tội nghiệp mấy ông. À vậy ha. Chết là ông ơi về nó phá cái thân luôn. Dữ ha. Vậy là kính thưa quý vị, chú nói bây giờ là cá heo gà vịt á, nếu mà ai bắt thì cũng được, cũng có phước. Tại vì cho chúng đầu thai kiếp khác ha. Trả nợ cho nó hết mới đầu thai làm người được. Không phải mà người ông phải là ông bị người là cành. Cái này á, trong hồi Dương Nhân Quả là thí dụ nè, ông bà làm tội quá, ông đầu thai con heo ha, con bò gì cái căn ông hết tới giờ hết. Rồi đầu đó là chưa có hết rồi ông đem ngoài hoài sao được. Bởi vì tôi có hồi cái lúc tôi 11, 12 tuổi mà lúc đó là bên giáo hội Phật giáo là bên ấy là con mấy cái cô đó phóng sanh nói với ông đó, ông tình giọng. Ông thiếu nợ tao quánh bài phía sách thiếu nợ ông đó ông bên 500 bạc, 50 bạc rồi đó mà không có trả rồi nói rồi nó không trả rồi bỏ là ông đầu thai lên con bò. Đầu thai lên bò ông chủ nhà đó rồi tối ông kêu con ông lại ông đầu thai lên con bò cái. Bây giờ con phải mua 50 bạc lại gì sinh rồi nó cho hay đi nửa tháng mới sinh được. Nửa tháng đấy là 6 tháng bò đấy cái cô đó có kể. Mua cái đem bò về phú sữa khác sữa đêm nhất ngày mua về để đó không để ông ba đầu thai là đêm cái sáng ngày bò nó chết luôn, tự chết phải không? Tự chết luôn là coi như con mình là lấy cái tiền đó để là mua lại là cái xác mình cho mình tự chết mình đầu thai kiếp khác. À cái đó là tự chết còn tao mua về người ta giết sao không, chú? Cái này con mua về trời ông bò bà ba mình đầu thai gì cái mẹ rẻ quá rẻ đem về đêm sáng ngày bò tự chết vậy ha. Cái đó là cái câu cái chuyện đó là tự chuyện. Chết còn á là người ta mua về người ta đập đầu thì chú thấy tội không? Tội chứ ai làm những tội tại vì cái giờ cái là cái việc bị vật dưỡng nhân mà cái nghiệp của người ta làm thì ta chịu. Vật dưỡng nhân hả? Cái câu mà chú cho con hỏi vật dưỡng nhân có phải các con vật á sanh ra để cho mình đập đầu mình ăn thịt hay là mình ăn thịt không? Cái chuyện ta tới giờ mà ăn thịt còn cái thiên mà con trâu với con bò mà đầu thai già ở 60 năm ở 20 năm đầu thai quá trời nợ là coi như ông bị thiếu nợ quá hay là đầu thai phán ách cài còn thứ mình chết rồi đập đầu đó vậy là sao cái tội đó tội nhẹ theo suy nghĩ gì đó đập đầu là tội nhẹ ha đập đầu tội nhẹ để mà tới già đi không nổi nó cũng đập đầu à đập đầu à. Còn nuôi tới già mà tự nó chết thì có tội không nó có chuyện đó hồi nào giờ tôi thấy là coi như là theo tôi biết là năm nay tôi 64 tuổi là chỉ có một người thôi là cái ông đó là bên cồn ông nuôi là kêu chú ba lánh đó ông nuôi con trâu đó làm lên thì nghiệp tới chuẩn chở đi là con trâu 46 tuổi chết ông mới chôn chôn luôn
Dạ. Châu đó là ổng là con ổng được sắm đôi 300 công đất đó. À vậy đó ha, cho nên chôn luôn. Cái cốt truyện thì mấy còn cái đó là trước mắt. Đúng rồi. Bên dưới là còn người. Không phải cái mình cái từ mình người Phật thì nó ăn thương. Dạ. Người Thiên Chúa nói là cái người đạo Chúa ta nói là vật dương nhân. Dạ. Chứ mà ổng cái ông cha ổng nói mình làm gì là mình làm đúng thôi chứ mình là tội có tội. Dạ. Chứ ông cha ổng kỹ hơn mình nữa. Dạ. Trời ơi, tôi thì chú nhà thờ này tôi cũng đi chơi nhưng mà đi tu lợi cũng đứng người ta cũng biết mình ngoại đạo. À dạ, không sao, đạo nào cũng tốt chứ. Đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng khuyên ăn hiền ở lành cho ha. Ở lành đừng có chỗ cấp. Vậy thì thưa chú, chốt lại cái câu hỏi đó là chú mới nói vật dưỡng nhân đó là phải các con cá này sanh ra để mà để nuôi dưỡng cái cơ thể mình không chú? Đúng. Dạ. Còn như nhà Phật được kêu mình đó. Nè ông chủ ông nói kìa. Sao? Dưỡng nhân là nuôi nó để nuôi mình, không phải là mình nuôi nó để ăn thịt. Nuôi nó để nó nuôi mình hả? Ờ, chứ không phải là vật để nuôi mình ăn thịt đâu. Vậy đó hả chú? Nó là nếu mà nói vật dưỡng nhân á, mình vô á gặp cọp với là nhân dưỡng vật ha, vật dưỡng nhân. Kìa đó, kìa đó, chỗ này hỏi nó kìa. Rồi. Gặp cọp với dưỡng nhân đi. Bây giờ nè chú ơi, chú nè. Dạ. Chào Phú. Dạ con chào chú, con chào Phú chú. Bây giờ thì thưa chú, bây giờ là ông chủ cái thả cá này ông nói là không phải là vật dưỡng nhân. Mà nếu như mà lỡ chú đi vô gần chú gặp cọp, có phải cọp nó đổi thừa lại nó nói chú là nhân dưỡng vật không? Là chú sanh ra để là cho nó. Bởi vì coi như là ai mạnh hơn là ai là mạnh hơn là hơn, còn ai yếu yếu à. Ai mạnh hơn thắng đi đó. Bây giờ ông cọp là gặp tôi lại gặp tay súng cọp chạy không? Trời ơi. Ông có tay không thì ông cọp mình phịch được. Ông có tay súng đủ bắn chạy chết mẹ. Trời ơi chết mẹ được. Ông cọp ông sợ chân vợ cái đùi à. Rồi cảm ơn chú nha. Không có gì đâu. Dạ vậy nè chú. Ai chứ có mạnh chứ mạnh là ai không mà ta có con vật nó biết mà chết mà nhưng mà bị ông vô xích xiền rồi bây giờ chơi điện giật đó ông nội tôi đỡ. À vậy ha, rồi cảm ơn chú nha. Vật mà nó muốn đi giờ thí dụ châu bò cái đâu đây rồng hai đi dắt ra thì cái chú ha tôi dòm tới thôi đi dắt bò bướm thôi đi nước ngủ đó ở chỗ bằng bò nó dắt ra nó chảy nước mắt. Dạ phải vậy nó chảy nước mắt nói chứ không phải như con người mình tại không biết nói mà lòng biết nghe ha. Đúng. Dạ. Vậy tôi hỏi chú con bò thằng Châu không biết nghe hồi đó. Dí phá, cột cổ quýnh kẹt quá phải làm đi mần không nổi đủ quýnh chết con điện mà. Trời ơi vô nữa ha, đang quay trực tiếp mà dám nói đĩa mẹ luôn kìa. Phá luôn. Cự. Thấy mẹ luôn mày. Thấy mẹ luôn ha. Đây ở đây cũng nhân tướng lạ không nghe mày. Sao mà hớt tóc tự nhiên còn lại chùm chút xíu trên đầu chú. Để cho chú coi nó lịch sự chú gọn ý. À cái này là kiểu lịch sự đó ha. Đâu chú cầm nhẹ xuống con coi cái kiểu lịch sự. Đây nè. Cũng đặc biệt ha. Chừa con chùm vậy đó hả? Mình để khác hơn anh em ta được. Rồi bữa nay mình thả cá gì đó. Mình có, mấy con cá chết là mình có xin về không chú? Chắc không xin đâu. Không xin luôn rồi. Hả? Phóng xanh luôn ha. Mình phóng luôn đi. Mình có ăn uống nhiều rồi mà bắt. Vậy là cũng không ăn ha. Không, quý không. Quá. Đi bởi tiếp như đi chơi. Vậy đó ha. Tiếp cho anh em được chơi nhân vui thôi. Lạ gì là thấy là im rồi đó nha. Có ăn chay tháng được nhiêu ngày chú? Không ăn ngày nào chưa á. Đụng cái gì làm đấy à. Rồi. Hãy cho ăn chay ăn, cho mặn ăn à. Bởi cũng lạ hơn người khác nữa ha. Vậy bữa nay ông chủ này không đãi chay không đó nha. Trời ơi, đãi chay ăn cơm chay chú gì đâu sợ. Vậy nó ha, vui quá. Ăn gì mình ăn mấy chứ theo người ta. Nói chung thì tôi gặp lớn tôi mới ăn bình thường ăn mà chó mèo gà vịt tôi không ăn. À chó mèo gà vịt không ăn hả chú? Chú gầm lớn là chú ăn. Gầm thường không ăn. Gầm lớn ăn đàn quá. À vậy ha. Con thấy chú bận đồ đạo thấy cũng trang nghiêm quá nè. Đạo vụ ơi, tôi đạo vụ á. Đạo vụ. Ẩn ăn ha. Trời ơi dám đang quay trực tiếp luôn mà dám nói vậy đó. Coi chừng về nhà coi chừng bà thím bà tiếng chú luôn nha. Trời ơi khỏi thiến giờ bả tôi thiến ơn tôi à. Tự thiến ơn rồi. Em mấy tuổi thì thiến ơn đi. Còn ham cái gì nữa chú? Đó hàng chi ha. Chú bởi vì là gầm lớn mới ăn quý vị. Cho nên là có một cái 9 người tới 10 ý lận. Nhưng mà cũng có công tác từ thiện đi là nghe nói anh em thả cá. Thì chú đi đến để mà bắt tiếp quý vị. À, để mà góp sức một chút công sức. Đợi ông kinh nữa nói ông cộng hội chân cái vỏ dạ giọt này cá này chết hết trơn.
đã trả vô được con lửa, tôi đi đem thả thì đi thả đi mà đợi ông tung kinh. Giấy đất đai đi ông thả cho rồi chứ ông đợi ông thờ ông thầy nữa. Đợi ông thầy nửa tiếng nửa giọng cá cha tôi hỏi ông cái vỏ giọt. Nó khích con hết trơn còn gì con ba ngón ngón đổ hồi chết hết. Dạ. Rồi bữa nay chú lại cái có mấy con cá chết vậy chú có bắt ăn không hay là chú chôn luôn hay là thả luôn chú? Cho ăn cho ăn làm luôn á. Dạ. Nhiều nhiêu năm mấy con thôi chứ đâu có nhiều. À, chú dạ. Cá thiểu năm mấy con rồi. Năm mấy con cá thiểu ha là 5-7 mạng. Mà chú có nghe nói là Đức Thầy nói là sát con dao định dao sát mạng định mạng. Để đi. Đức Thầy nói chứ mà Đức Thầy dạy chứ chai bóng mỡ là quy tắc của cái khùng chỉ dắt chúng sanh. Tôi nhớ câu đó thôi. Chai gì là ăn 4 bữa à. Bây giờ ăn không nổi. Không nổi luôn hả? Ăn nhiều bị dư. Ăn nhiều bị dư nó diêm quá. À, và vâng kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi mà phỏng vấn một chú bận bộ đồ pyjama tưởng đâu là cư sĩ ha. Tưởng ăn chay mấy chục năm thì hỏi lại thì gầm lớn mới ăn. Và chú nói là giặt là dưỡng nhân. Giặt dưỡng nhân cho nên là bây giờ cho Phú sẽ tìm các cô chú khác. Ông chủ đất nói ông đi vô rừng ông gặp cọp thì cọp nó nói là nhân dưỡng giặt. Thành ra nó giặt ông luôn. Súng đâu mà súng, chú đâu có súng, bây giờ con thấy ông không có súng đó. Dòng súng nước đó mà nó dứt cây súng nước luôn. Dạ. Vậy đó hả? Dạ ha, cả chuyện ha. Cả chuyện cũng đặc biệt. Cá ở ôn dĩ nhiều không chú? Dạ. Thả một cá ở ôn dĩ nhiều không? Nhiều con thả dữ lắm, có nói chung là con thả. Ủa, cái chú đó ba bị bệnh đó, rồi nguyện giấy thả hàm cá đó. Không con nhiều quá con cũng quên mới nữa. Mới đây nè. Dạ. Nhóc hết trơn luôn. Nha. Dạ. Chào chú Quynh nha. Dạ. Bây giờ anh làm ơn cho em hỏi là chú thứ mấy chú? Chú ơi, chú thứ mấy? Chú hai nói với em là giặt dưỡng nhân ha, cho nên là các con giặt mình bắt cũng có phước mà thả cũng có phước nữa. Thì theo anh thấy các con giặt mà sanh ra đó là phải dưỡng nuôi dưỡng mình không anh? Nói chung là ở đây là bắt tiền bói mà tôi thì còn trẻ còn nhỏ thì không dám bình luận mình. Anh cảm nhận thôi. Anh cảm nhận được á. Bây giờ là mình nghĩ thì mình ăn tương là để giảm mới sát sanh. Dạ. Thì mình lo theo cái việc của thầy kinh pha sám để lại, mình lo mình cứ làm tới vậy thôi chứ. Dạ. Bây giờ mình không có dám nói nhiều cái nhiều khi đụng chạm. Dạ. Cảm ơn anh trai nha, chúc anh sức khỏe ha, rồi cố gắng lên nha anh. Dạ. Thôi là tôi đi chính thằng hậu đi tên tà lơn rồi đó. Dạ. Làm cái hộp chiếu không kịp. Vậy ha. Rồi cảm ơn anh. Đâu có cần hộp chiếu không được. Ý vậy đó mà không rồi đi có hộp chiếu của bệnh kiểm lâm của tà lơn nó chặn lỡ trơn nó đâu cho đi. Lên lúc lên xuống lớn á. Đủ gì hết trơn á. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha, chúc sức khỏe nha. Dạ. Coi như có hộ chiếu không nhưng mà nó nói là mai mốt á mấy ông đi thì kính thưa quý cô chú anh chị, quay phim á trong cái lúc mà bắt cá đó thì Châu Phú cũng phỏng vấn các chú ha, chính tại nghe nói 9 người tới 10 ý lận, cho nên đó là Châu Phú sẽ xin phỏng vấn chú này nữa. Chào chú. Tôi đâu có gành đâu. Không gành đâu. Không gành hả? Nhưng mà là chú cho con hỏi đó là cái con vật á sanh ra để phải cho mình ăn chú. Cái đó hả? Dạ. Theo mà chú nghĩ á, thí dụ mình ăn cũng có đúng đi, mình ăn cũng vừa của mình thôi chứ đừng ăn lố. Thí dụ mình ăn không hết bỏ cũng mang cái tội nữa. Dạ vậy ha.
là ăn thì cũng đúng ha. Cho đúng chứ ăn mà thí dụ mà như con gà đi, thí dụ mình đi chơi về của bạn bè về tối nó đang ngủ đó, mình bắt mình bằng thịt đó, cái đó là sai tội. À, đang ngủ làm thịt thì sai. Dạ cái đó nó đang ngủ rồi mình thì ăn nhậu làm gì tội. À, thí dụ cá này thì mình ăn cũng vừa sức mình ăn thôi. Dạ. Dạ. Còn con gà mà mình để nó thức vậy mình ăn nó thì được ha. Dạ. À, là theo quan điểm của chú là dạ, vậy ha. Dạ cảm ơn chú ha. Rồi chúc chú mạnh khỏe nha. Dạ vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, khi mình trở về đây đó thì có rất là nhiều cô chú rất là nhiều ý. Ơi con cá gì bự vậy hả? Cá hô bự vậy hả? Ê, nè cầm ông chủ ơi, chủ Vũ qua ôm cá cá hô lên đang chuẩn bị đi thả ông chủ. Chủ đất nè, chú Việt nè, chú Việt ôm chú Việt. Đây dở lên. Cậu cá bự vậy à? Anh Tiến qua ôm cái chú cá nó tiếp qua bé Tiến. Bự với em săn tay áo rồi em qua ôm coi. Đây ra đây chụp hình cái luôn nè, cái đây nè. Đây chồng lên nó dính rồi chú ơi. Chú. Dính cây à. Khủng khiếp luôn. Rồi ông chủ chú Việt thả cá hô rồi lại ôm thử bé Tiến là ôm nổi không em? Ôm nhẹ em. Rồi đi để lên thả lên luôn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ôm chạy luôn hả? Ôi thương dữ vậy trời, nó không thương kìa. Đi chú ơi, nhẹ nhàng chạy nhanh lên để không thôi nó yếu chú. Trời ơi, quá luôn rồi. Đây nè anh này chạy theo nó kìa. Thấy thương quá. Ông chủ đất ông thích chú vị, chú Việt quý vị. À. Phát tâm quý vị ơi. Đâu? Còn cá hồ nhỏ ha. Múc lên đi, rồi có xe rồi đi, đổ lên. Đâu rồi xe đó không? Chưa. Ủa, cái này có cái ống bọng hay gì mà cá vô nhiều với chú? Chắc có bọng đâu mà. Bọng mà vô. Rồi xong ha. Những cá trong đầm nó ra. Dạ. Quá chừng ha. Đặc biệt ha. Nhớ đi tôi chạy cho. Chú có nhớ cái câu chuyện nhân quả nào nữa không chú? Kể cho nghe chú. Dạ hả? Dạ không còn cái câu chuyện nào mà đáng sợ nữa không? Nãy ông kể chú bò khóc, chú trâu khóc vậy đó. Cái chuyện đó là trước mắt luôn. Thôi con cá nhảy ra nè. Cái đó là trước mắt thôi, luôn, chứ đâu phải. Ăn cho ăn miếng nữa đi. Hồi đó còn nhỏ đi cá là dắt bò mướn đó, rồi lên chỗ nó ban đêm gì không được. Dạ. Rồi mấy khuya cái người ta thức, bao giờ thức vậy ta mặc bò đó dắt ra. Rồi thấy nhiễu nước mắt rồi thôi mình đó thôi sao luôn, nghỉ luôn đó, tôi không có dắt đó. À là chú làm nghề chú đi dắt bò tiếp á ha. Dắt bò mướn đó, hồi đó con bò nhiêu có 200 một bạc. Dắt gì có tiền chú? Mướn là 200 bạc đó. 200 đồng ha. Từ đỉnh Mỹ dắt về tới chỗ ông lộ bộ luôn đó. À vậy là chú từng đi dắt bò mướn ha. Vài lần rồi gặp thôi, giờ nghỉ dẹp đi. Chú thấy con bò nó khóc phải chú? Cũng như nó khóc nó xuống mắt nó chảy gì nè, hai mắt nó chảy gì xuống gì nè. Dạ. Thấy nè, cũng như mình tưởng khóc như mình cha mẹ mình qua đời mình cũng phải mà cầm lòng không được, mình niệm Phật cũng phải xuống nước mắt chứ. Dạ. Con bò nó cũng vậy thôi. Chú con nghe kể đó về những câu chuyện chú bò khóc thì rất là nhiều rồi. Đó cho nên bây giờ gặp chú là không phải tôi nói chứng kiến. Với chú là tôi chứng kiến á, còn cái tôi làm máy thuốc nè. Từ sáng cho tới 2 giờ mấy thằng nhỏ đó nó qua nó đi kéo trâu. Rồi nó sắp nó kéo trâu rồi tôi qua nó kêu tôi dượng, tôi hỏi sáng giờ con trâu sao đi không đi vậy? Sáng giờ vậy có cơm nước gì có thả mà nó ăn không? Không. 2 giờ chiều rồi tôi nói trời ơi trời đủ mẹ mấy con quay đi mà nhịn nhịn đói gì sao được. Tôi mới dỗ nó, tôi nói chim thôi mày ráng đi chuyến này đi quá trời lúng rồi mày chở 15 bao nặng lắm, chở 10 bao thôi. Cái tôi kêu con tôi. Còn là mày dắt vô mày kêu nó đi, nó còn thế đùa ráng kéo đi chìm vỗ đít đi một cái tôi không ngồi xuống nó lội nó đi, tôi là lội không kịp. Rồi đi lội tới trời nắng quá mở ra chưa kịp mở anh phóng xuống hầm luôn, nó gọi em rồi
phóng xuống dưới kinh rồi lần này tôi trực lại giật được, tôi mở dây đứt này phóng xuống kinh, con tôi đi cắt cỏ vàng nên ôi chim ơi, mình bữa nay được nghỉ ban đêm rồi, 10 giờ 9 10 giờ gọi đừng nghỉ, con đi ghét về về đặng gọi lúa đằng gì mình đêm nay mình nghỉ, trời ơi tôi nói vô khỏi quýnh roi nào hết, thọc móc vô luôn. Còn chú thấy như con người mình hay sao không, ôi mặn đủ nghỉ được, con này sáng đêm hồi đó mặn luôn cực dữ lắm. Dạ con chào cô ha, hồi nè con của chú Thím Việt nè, đây rất là dễ thương. Chào hồi đó là ba là không nổi, giờ mày cần nghỉ bổng luôn. Thương quá chị. Ba bồng ha, ba bồng đi. Ba dẫn đi chơi. Chắc là lớn rồi đâu có dẫn đi nữa. Dạ. Ừ. Lúc nãy con ghé mà không có gặp. Tôi nấu cơm á sao á, nấu cơm đặng chú mấy rồi đang ăn cơm chứ đi. Hai vợ chồng hiền lắm vị ha, phát tâm ăn chay. Rồi á là thả cá. Bây giờ thả hoài đi rồi mấy bắt hầm lại chồng tụi riêng. Cái hầm này là cái hầm này là để cá nó vô chịu hoài đó. Dạ. Chính cường hồi ấy giờ chính cường vô thả biết nhiêu lần rồi. Cá là để tự nhiên vậy đó ha con. Tự nhiên ở ngoài nó vô không chứ cô đâu có nuôi. Vậy ha. Dạ dạ con thấy rồi. Hai con chào Thím Việt. Thím Việt ơi. Đây Thím đứng kế và con Thím ha. Đứng kế chị nè. Đây che gan chút ha. Đây về gần chút. Con nghe nói với Thím Việt là chú Hai ngồi đây nè, chú nói là giặt dưỡng nhân thì chồng của Thím nói là vậy là mình vô gần cọp nó ăn thịt mình là nhân dưỡng giặt sao. Ơi bắt mang cá văng ra nè bé Tí, thấy mới văng ra đây con nè. Đó thì theo mà ý của Thím là nghĩ là giặt dưỡng nhân thì câu đó ngày xưa tới giờ con nghe nói rất là nhiều, theo ý Thím là sao á? Ngày xưa thì người ta nói giặt dưỡng nhân chứ giờ mình không có giặt dưỡng nhân con ơi. Dạ. Bây giờ mình nuôi mình cá nó vô á thì mình ấy thì mình đi tự đi phóng sanh nó đi. Đi mà ấy cho nó ra ngoài đặng cho nó sống đi. Dạ. Dạ. Chứ ngày xưa thì người ta nói giặt dưỡng nhân chứ giờ không có giặt dưỡng nhân. Sao ạ? Theo Thím nghĩ á, Thím thì Thím nghĩ là giờ không có giặt dưỡng nhân. Dạ. Ừ. Tại vì á là tội nghiệp nó hay sao? Tội nghiệp đó. Hồi nhỏ ăn gì? Hồi nhỏ không biết. Bây giờ không, mà bây giờ thì thì hồi đó cũng như là mình lớn là cái thắc tâm của mình. Hồi nhỏ không biết tội, rồi chúng 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 đầu chúng sầu riêng ha, nói ha. Không biết cái phải nữa, biết như vậy là hồi nhỏ tôi về lớn tôi ăn miếng cầu hủ tương là đó là cái thắc tâm mình. Dướng à. Cá sợ là sẽ bị bắt ăn thịt cho nên mới nhảy nè vị nha, sợ lắm. Đó, vô cá lóc kìa, vô cá lóc kìa. Có không, có cá lóc không? Đó, ok ha. Rồi có cá lóc nữa kìa. Ê coi chừng cá lóc nhảy ra đầu này nè nghe chú. Cá là dân hết biết anh không? Kìa kìa kìa, cá lóc bự kìa. Ô cá lóc bự kìa. Kìa rùa nó cả, rùa nó cả. Có rùa nó hả? Rùa. Rùa cả. Xe. Lấy thùng cho chú ơi. Lấy thùng, lấy thùng, lấy thùng. Em là. Kệ vớt cái này. Vớt cái này có được con cá lóc với con rùa vậy cũng được rồi. Nó mày dính đó, thùng. Hai thùng, hai thùng.
bấy nhiêu đó hả? Dưa. À, sẽ đâu có nhiều. Ừ, dưa vét mà. Nãy là hết mà mấy sáng mình kéo sớm lại. Đâu gùa đâu, gùa đâu, bắt lên gùa anh ơi. Gùa dưới á. Thợ cá lóc kìa, thảy lên để em thôi nhảy kìa. Nè nè, bỏ vô. Cái sọt nè. Kìa kìa kìa, bỏ vô sọt anh. Để nuôi làm giống đi. Ở đâu ông trơn cũng đi. Ủa sao không đổ vô đây chú? Chú sao không đổ vô cái sọt nè? Đổ vô sọt chở luôn chú. Bỏ vô luôn. Nhảy không? Không xanh đi chứ không có. Tàu dễ gì? Giá tâm xanh rồi nhá mấy chú. Cũng lớn lâu mà. Thôi đi. Dưới á, nằm dưới á. Căng lưới là. Đâu con rùa đâu. Tôi nói với anh nghe nha, bữa đó tôi đi giao dầu mà ông trời ổng mưa một cái nha, mấy anh đâu không thấy đường chạy xe. Dạ. Tự nhiên có con rùa bự đó ở trước mặt cái đường lỗ đó không? Dạ dạ dạ. Thì cũng đang dòm xuống đi. Rồi chở đi ha. Chở là tao lượm. Dạ. Rồi chở con sọt này đi chú. Kìa gùa kìa gùa kìa gùa dễ thương kìa. Gùa hầm này sao cắt chữ. Gùa hầm đây anh cho em mượn à. Ô thu hoạch được một chú gùa ha quý vị. À, tiếng khoái ha. Dễ thương quá. Để nghe cái miệng thử em. Kìa kìa lú đầu ra kìa. Vui không? Vui chứ. Mình thả nó về được, nó được tự do thì trong lòng mình cũng cảm thấy thoải mái. Cũng như bản thân mình lúc nào cũng muốn được tự do hết. Những chú cá, những chú rùa này lúc nào cũng muốn được tự do hết. Dễ thương quá. Một chú rùa anh ơi, một chú rùa. Rùa một con cá lóc nữa. Tiếp tục ha. Lại ôm cá lóc luôn kìa bé Tiến. Nè cá lóc bự nè. Quá chừng. Kiếp này á là đầu thai làm cá, bây giờ được thả nó nghe. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng, không đội vào ba đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục nha. Xuống dưới đừng có ăn thịt lẫn nhau nữa nha. Dưới ăn rau ăn cỏ gì đi mà sống. Nó bị dẹo cái lưng nghe ha anh. Nè cá này có tặc nè. Ờ nè bị dẹo lưng nè ha, hơn ký lô ha, quá luôn mà. Người có tặc rồi cá cũng có tặc nữa nè. À, cá này chắc thoát nạn hay gì, nó mới có tặc bị gãy cái lưng này con này, chắc bị đập quá ha. Nha. Chích điện ha. Kìa qua bển thăm rùa kìa. Dạ. Đem đi luôn, đem đi luôn, đem đi. Rồi, mời đồng đạo nha. À muốn thả đâu thả. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ơn chứng minh. Hôm nay nhà gia đình chú Việt phát tâm thả cá phóng sanh, nhờ ơn Đức Phật từ bi độ cho quốc thế dân an, mưa hoài gió thuận, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Nhờ ơn Đức Phật từ bi độ cho đồng đạo chúng con ngày càng tinh tấn tu hành đến ngày viên mãn giải thoát. À, số cá là cỡ khoảng 500-700 kg. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi anh coi chỗ nào thả được thả nha anh. Các chú cá hãy nghe theo ta.
đặt tên là giác ngộ. Thứ nhất là quy Phật, thứ hai là quy Pháp, thứ ba là quy Tăng, sẽ không đọa vào ba đường súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Rồi bây giờ là mời quý cô chú anh chị sẽ đọc bài quy cho các chú cá nha. Tên là giác ngộ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Nay giác ngộ đồng cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi mời quý cô chú anh chị sẽ tiếp tục chuẩn bị thả cá nha. Và Nam mô A Di Đà Phật. Rồi gia đình chú Việt có nguyện gì nguyện nha. Rồi thả sao anh, dở lên bắt cá hả? Rồi dở lên. Đậu ghe vô. Vừa bơm vừa xúc ga nha quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chiếc ghe đục mà gia đình của chú Thiếm Việt đã thuê 700 ngàn. Châu Phú cũng chích tiền của quỹ Mạnh Thường Quân ra, tiền chợ xăng đó vị, để hỗ trợ trong chuyến ghe hôm nay, để hồi hướng cho tất cả Mạnh Thường Quân luôn nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ai, cô tên gì cô? Cô Ba Trơn. Hùng vô 500 quý vị. 200 nha, để thả cá. Okay. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu là chị này cục dây lại nha quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đồng đạo mình trong khi mà ngồi chờ bơm ra đó thì niệm bài Tây Phương nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đây rồi, mời đồng đạo xuống bắt ha. Ai nè, cô lên đây cô nguyện cũng được đó nè cô. Rồi chút xíu cô bắt đó. Đúng rồi đó. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chị lấy cho em mượn cái gỗ này chị, em che cái máy điện thoại. Dạ đúng rồi, trái thôi. Rồi rồi, kính thưa quý cô chú anh chị, đây là chương trình phóng sanh thả cá nhằm hồi hướng cho cửu quyền trăm họ cùng quốc thế dân an, mưa hòa gió thuận, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Và Nam mô A Di Đà Phật. Châu Phú ngày 13 đã có thả cá quý vị, ngày 13 tháng 2 âm lịch nè, Châu Phú đã thả cá rồi. Và hôm nay là tiếp tục tiếp sức với gia đình của chú Thiếm Việt. Chú Việt thả thả bên kia chú Việt, bên đây bị đụng rồi chú Việt ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì gia đình chú Việt ngày xưa bắt cá rất là nhiều quý vị ha. Bây giờ thì từ lúc ăn chay tới giờ 20 mấy năm là lúc nào cũng phát tâm lành để mà cứu độ chúng sanh, cứu độ những chú cá này quý vị. Đó, cho nên là năm nào cũng tổ chức đi thả cá. Cá này là cá tự nhiên đi vô trong ao của chú Việt nha quý vị. Và chú sợ khi mà vận chuyển đi thì chết nhiều, cho nên mướn ghe đục để đi thả quý vị. Số lượng cá là 500-700 kg. Ơi cá hô bự dữ vậy. Rồi rồi, ôm ra nhẹ nhàng. Ô Nam mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi. Rồi thả xuống. Ôi ôi, quá rồi, được một chú cá hô bự nha vậy. Xúc tốc độ luôn. À,
À, quý cô chú anh chị khi mà thả xuống niệm Nam Mô với Đà Phật nha, để gieo duyên với các chú cá, gieo duyên với Đức Phật. Và Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật. Các chú giác ngộ hãy nghe theo ta nha. À, kiếp này đầu thai làm cá thì biết là đã khổ lắm rồi, phải ngâm mình trong nước lạnh lẽo quanh năm, cho nên bây giờ được gia đình của chú Việt và Mạnh Thường Quân phát tâm thả thì đó là cũng là sâu duyên với Phật Pháp, cho nên mới được thả như thế này. Chứ đúng ra là lên chảo chiên nấu canh chua kho thì đã được sâu duyên Phật, có duyên với Phật thì các chú hãy cố gắng lên để mà tinh tấn niệm Phật ha, để được gieo duyên với Phật. Ê chú đừng có đi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nước vô nữa kìa. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi tốc độ đi. Thì hiện giờ Châu Phú đang ở trên chiếc phà lớn về chiếc đò này ha, đò chở lúa. Mặc dù trời nắng nôi nắng nóng như vậy đó, nhưng mà là đồng đạo cũng là nhiệt tình quý vị ha, để bắt những chú cá để mà thả nè quý vị. Đó là tâm Phật quý vị. Dạ kìa. Rồi tiếp tục luôn.